Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngọc Thanh Handmade nha. Bài hôm nay Thanh sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một túi rút hình thỏ như thế này. Rất là cưng nha mọi người. Bạn nào mà thích cái phần túi hoa này thì bấm vào kênh của mình xem bài mã số 93 nhé bạn, thì sẽ có cái phần mình hướng dẫn cái mẫu hoa này. Còn bài ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cái phần thỏ và củ cà rốt. Bây giờ chúng mình bắt tay vào làm nha. Mọi người cần chuẩn bị cho mình nguyên liệu. Ở đây mình sử dụng len, đó là len Mucotom. Mấy bạn sử dụng len 125g cũng được, hoặc là len 50g cũng được nhé bạn. Kim móc ở đây mình sử dụng kim 2.5mm. Đầu tiên thì các bạn sẽ sử dụng màu hồng để mấy bạn móc cái phần thân túi. Các bạn nhìn, nếu mà không thấy rõ thì có thể nhìn ở phía trên màn hình nha. Mình có để công thức ở phía trên mấy bạn. Đầu tiên thì mọi người sẽ tạo cho mình một dây bính dài 23 mũi móc xích nha các bạn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 và 23. Phần đuôi này gấp lại. Sau đó mấy bạn sẽ móc cho mình 20 mũi kép. Mấy bạn sẽ móc vào chân móc thứ ba nha. Chân móc đầu tiên nè, chúng ta bỏ nè. Chân móc thứ hai bỏ nè. Mấy bạn sẽ móc qua chân móc thứ ba. Móc cho mình 20 mũi kép. Mình ký hiệu là 20 kép mấy bạn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và cuối cùng là 20. Tiếp theo, mấy bạn sẽ móc cho mình một mũi W với bạn, có nghĩa là 3 mũi chung chân với bạn nha, 3 mũi kép chung chân nha. Một kép nè, rồi mấy bạn sẽ móc 2 mũi nữa chung một cái chân này luôn. Hai nè, thêm nữa nè. 3. Rồi, tiếp theo mọi người sẽ móc cho mình 19 mũi kép chân kế bên nha. Mấy bạn đâm kim vào chân kế bên móc luôn nha. 1, 2, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 và chân móc cuối cùng mấy bạn sẽ móc cho mình một mũi V, có nghĩa là hai mũi kép mấy bạn móc chung chân nha. Chung chân luôn là V nè. Rồi, sau đó mấy bạn sẽ trượt cho mình một mũi trượt. 1 2 3. Nè, 1 2 3 nè, trượt một mũi trượt. Kéo qua hết luôn. Chúng ta đã xong hàng đầu tiên, vòng đầu tiên. Bây giờ mọi người lên cho mình 20 bính nha. 1 2. Mấy bạn sẽ móc cho mình 44 mũi kép. Chân móc cái bên luôn nha, móc luôn nha. 1 2 3 4 5. Rồi, mấy bạn sẽ móc tương tự như vậy cho mình cho đến hết dòng. Từ đây, hết dòng ở đây là 44 mũi kép. Mình sẽ quay lại sau nha. Sau khi mấy bạn móc xong 44 mũi kép thì chúng ta được như thế này. Rồi mấy bạn cũng kết thúc hàng như lúc nãy mình hướng dẫn nha. 1 này, 2 này, 3 này. Mấy bạn sẽ kết hàng bằng một mũi trượt. Rồi, sau đó lên cho mình một bính, hai bính. Rồi mấy bạn sẽ móc tương tự y như vậy là 44 mũi kép mấy bạn. Mấy bạn sẽ móc cho mình nè. 1 hàng, 2 hàng, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mấy bạn tổng chiều dài của cái chiều cao của cái ví này, cái túi này là 11 hàng như vậy nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 11 hàng mà ở đây mình đã có 2 hàng rồi nè, 1, 2 nè. Cho nên bây giờ mọi người sẽ móc cho mình thêm 9 hàng nữa nha. Nè, móc cho mình thêm 9 hàng nữa. Rồi mình sẽ quay lại sau nha. Sau khi mọi người đã móc xong 11 hàng thì chúng ta được như thế này. Mấy bạn đếm đây nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11. Rồi mấy bạn sẽ cắt len, chừa cho mình một đoạn len nhé bạn nha. Để một tí nữa mình sẽ giấu cái phần len. Mình sẽ dùng kim khâu len, mình sẽ giấu vào bên trong này. Móc cái sợi len dư này đi. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn qua cách móc mặt của phần cắt của mít thỏ và của cà rốt. Sau đó mình sẽ hướng dẫn qua cái phần dây rút nhé bạn. Bí thỏ thì mấy bạn sử dụng len màu trắng. Đầu tiên thì mọi người tạo cho mình một dây móc xích dài 11 mũi bính nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười và 11. Sau đó mấy bạn sẽ móc vào chân móc thứ hai. Chân móc đầu tiên bỏ móc vào chân móc thứ hai nè. Mấy bạn sẽ móc cho mình 9 mũi đơn nha. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 và chân móc cuối cùng là 3 mũi đơn chung chân, mình ký hiệu là W mấy bạn. 1 2 và 3. Tiếp theo, móc cho mình 8 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Chân móc cuối cùng, móc cho mình 1 mũi tăng. Rồi. Sau đó mấy bạn sẽ kết hàng cho mình bằng 1 mũi trượt. Lên 1 bính. Đã xong vòng số 1 và vòng số 2. Thì mấy bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau. 1 tăng, 8 đơn, 3 tăng, 8 đơn và 2 tăng. 1 tăng. 8 đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8, sau đó là 3 tăng nhé bạn. 1 tăng. 2 tăng. 3 tăng. Tiếp theo là 8 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8, sau đó là 2 tăng. 1 tăng. Tiếp theo là 2 tăng. Rồi, mình sẽ kết hàng bằng 1 mũi trượt. Sau đó lên 1 bính. Hàng số 3, mấy bạn sẽ móc theo công thức là 1 đơn, 1 tăng. 1 đơn, 1 tăng lặp lại 3 lần. 8 đơn, 1 đơn, 1 tăng lặp lại 2 lần. Và sau đó là kết hàng 1 mũi trượt. Mấy bạn nhìn công thức nhé bạn. 1 đơn nè. Tiếp theo là 1 tăng. Tiếp theo là 8 đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tiếp theo là 1 đơn 1 tăng lặp lại 3 lần. 1 đơn nè, và 1 lần nè. 2 lần nè. 3 lần. Và tiếp theo nữa là 8 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Và sau đó là 1 đơn 1 tăng lặp lại 2 lần.
một lần nè. Hai lần nè. Rồi kết hàng một mũi trượt lên một bên. Hàng số 4, móc cho mình hai đơn một tăng, 8 đơn, hai đơn một tăng lặp lại 3 lần. 8 đơn, hai đơn một tăng lặp lại 2 lần. Mấy bạn nhìn công thức nha. Hai đơn nè. Sau đó là một tăng. Tiếp theo là 80 đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tiếp theo là hai đơn một tăng lặp lại 3 lần. Một lần nè. Hai đơn một tăng. Hai lần nè. Hai đơn một tăng. Ba lần. Tiếp theo đủ là 80 đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Và tiếp theo nữa là hai đơn một tăng lặp lại 2 lần. Hai đơn nè. Một tăng. Hai đơn và một tăng. Rồi, mọi người kết hàng cho mình bằng một mũi trượt. Rồi, hàng số 5 thì mấy bạn trượt cho mình. Trượt nha, trượt cho mình 4 mũi trượt. Rồi, kéo qua hết luôn rồi nè. 1 2 3 và 4. Sau đó mọi người sẽ móc lên cho mình 6 mũi bính. 1 2 3 4 5 6 và móc xuống cho mình 3 mũi T. Mũi T có nghĩa là mũi nửa kép nha bạn. Chân móc đầu tiên bỏ, chân móc thứ hai bỏ, móc qua chân móc thứ ba. Rồi đâm kim vào nha, các bạn sẽ kéo lên. Các bạn thấy ba vòng đai nhân kim không? 1 2 3 nè. Các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Một lần nè. 3 vòng đai nhân kim nè. Rồi mấy bạn sẽ kéo qua hết luôn. 2 lần nè. 3. Rồi sau đó mọi người sẽ bỏ vào chân móc, bỏ qua chân móc đầu tiên. Mấy bạn sẽ móc vào chân móc thứ hai nha. Móc cho mình 4 5 mũi trượt bạn. 1 2 3 4 5. Rồi mấy bạn cảm giác mà đầu bé thỏ nó cũng chưa được dài, bạn móc thêm 6. Rồi sau đó mấy bạn sẽ lên cho mình 1 2 3 4 5 6, tương tự như cái tay này nha. Móc tiếp 3 mũi nửa kép. Chân móc đầu tiên bỏ, chân móc thứ hai bỏ, móc qua chân móc thứ ba. Một kép. Hai kép. Ba kép. Rồi, mấy bạn sẽ bỏ chân móc kế bên, mấy bạn sẽ móc qua chân thứ hai. Mấy bạn móc cho mình 4 mũi chuột nha. 1 nè. 2 nè. 3 nè. Và 4. Đó.
Rồi, đến đây mấy bạn sẽ cắt chỉ nha. Nếu mấy bạn cắt chỉ thì mấy bạn có thể dùng keo nến á. Mấy bạn sẽ dán vào cái túi, hoặc bạn dùng chỉ khâu quần áo bạn, mấy bạn khâu nha. Còn ở đây thì mình sẽ dùng len, mình khâu luôn. Cho nên mình sẽ chừa ra một đoạn len dài một chút. Để một tí nữa mình khâu vô cái túi luôn. Tiếp theo thì mấy bạn sẽ dùng màu đen để mình làm mắt. Mấy bạn sẽ kết vào một hàng một nè, một nè, hai nè, số 3. Từ cái tay các bạn đi xuống nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, các bạn sẽ kết thành hình chữ V. Một, hai, ba. Đúng không? Mình sẽ đâm kim từ dưới lên. Kéo vô đây. Kéo tầm một mắt thôi, một cái các bạn. Rồi, sau đó mấy bạn sẽ xỏ vào chân phía dưới, kéo lên, rồi đâm kim vào cái phần chân vừa rồi. Rồi, chúng ta đã có một hình chữ V như thế này, V ngực như thế này. Rồi, khoảng cách từ mắt này và mắt kia là bao nhiêu mấy bạn sẽ tính cho mình nha. 1, 2, để sao mấy bạn dễ thấy hơn nha. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy nha. 1, 2, 3, 4, 5. Một, hai, ba, bốn, năm. Vị trí này. Ai xin lỗi bạn, năm vị trí này, mình sẽ móc bên đây. Này. Một, hai, ba, bốn, năm. Làm sẽ móc này, làm kim xuống. Rồi, sau đó sẽ đâm kim phía dưới và ngược lại chân móc vừa rồi. Chúng ta đã có phần hai mắt nè, mắt chữ V này. Rồi, mấy bạn sẽ xoay ngược cái mặt của bé thỏ này lại. Rồi, mấy bạn xoay ngược lại. Ở đây thì mình sẽ giấu cái phần len dư luôn nha. Giấu phía sau luôn, tại vì lúc sau là mình sẽ khâu vào cái túi, cái mặt sau mình không thấy mấy bạn. Cho nên mình giấu phía sau luôn. Rồi tiếp theo nữa thì mấy bạn sẽ dùng màu nâu, mình làm phần mũi và miệng. Mấy bạn sẽ dùng chỉ màu nâu đậm nha bạn. Mình sẽ gút cái phần đuôi đây. Rồi. Mọi người sẽ đâm kim vào hai bên, phần mắt, phần đường dưới nè. Chính giữa, mấy bạn sẽ đâm kim vào chính giữa. 1, 2. Một, hai. Rồi, sau đó đâm kim. Một, hai. Cũng là hai chân nha. Một, hai, đâm kim vào. Rồi, chúng ta sẽ đâm kim phía dưới, tạo cho mình một cái hình chữ T các bạn. Xong phần mũi và miệng của bé thỏ nha.
Rồi, mấy bạn cũng tiếp tục lật ra phía sau này. Mình giấu cái len đi. Rồi, mấy bạn sẽ khâu cái phần mặt của bé thỏ vào cái túi nha. Các bạn đếm nè, 1, 2, 3. Mình sẽ khâu từ hàng số 4 trở lên nha bạn. 1, 2, 3. Mang bé đây đây. Rồi, mình khâu vào. Mấy bạn sẽ canh nha, canh chính giữa nha. Mình sẽ khâu như thế này. Là mình không có đâm kim xuống cái này đâu. Mình chỉ khâu, mình lấy nửa cái phần chỉ lên nè. Rồi, cái này là cách khâu của mình nha. Còn mấy bạn muốn khâu kiểu nào cũng được. Muốn dán, muốn khâu chỉ, khâu kiểu nào cũng được. Miễn là cái phần mặt thỏ nó dính vào bên trò, dính vào cái túi là được. Bạn cứ xỏ như vậy. Rồi, khâu tương tự như vậy nha, cho đến hết vòng tay cũng vậy nha. Khâu hết luôn. Rồi mình sẽ quay lại sau nha. Tiếp theo thì mấy bạn sẽ móc cho mình một củ cà rốt nhỏ xinh như thế này. Mình sẽ dùng một kem nha bạn. Các bạn sẽ tạo cho mình một dây móc xích gồm 70 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Tiếp theo mấy bạn sẽ móc cho mình hai mũi trượt. Chân móc đầu tiên bỏ nha, móc vào chân móc thứ hai. 1 mũi trượt nè, 2 mũi trượt nè. Tiếp theo móc cho mình 2 mũi đơn. 1 đơn, 2 đơn. Rồi tiếp theo nữa móc cho mình 2 mũi kép. 1 kép nè và 2 kép. Rồi sau đó mấy bạn sẽ cắt chỉ nha. Mấy bạn sẽ dùng màu xanh lá mạ hoặc màu xanh lá cây gì tùy mấy bạn nha. Mình sẽ đổi màu. Mấy bạn móc cho mình 4 mũi bính nha các bạn. Lên nè. 1, 2, 3, 4. Sau đó móc cho mình 1 mũi trượt. Kéo qua. Rồi, tiếp tục lên. 1, 2, 3, 4. Móc xuống cho mình một mũi trượt, kéo qua, lên tiếp. 1, 2, 3, 4. Rồi móc vào chân móc vừa rồi một mũi trượt. Rồi chúng ta đã có củ cà rốt như thế này. Rồi mọi người sẽ cắt len nha. Cái này thì tí nữa mấy bạn sẽ dùng chỉ mấy bạn khâu, là dùng kéo nến á. Mấy bạn sẽ dán như thế này nè. Rồi chúng ta đã có một cái bé thỏ màu trắng với một củ cà rốt. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mấy bạn cách móc dây rút nha.
Mấy bạn sẽ dùng màu trắng để làm sợi dây rút nhé bạn. Mấy bạn sẽ tạo cho mình một dây móc xích gồm 80 mũi bính. Mình sẽ làm nhanh hơn xíu nha bạn, nhanh luôn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 và 80. Rồi mấy bạn sẽ cắt len. Mấy bạn sẽ móc tương tự như vậy cho mình thêm một sợi nữa nha. Thêm một sợi nữa. Rồi mình sẽ quay lại sau nhé bạn. Phần dây rút thì mấy bạn sẽ xỏ vào cái hàng số 10 nhé bạn. Và bạn sẽ lên xuống 3 mũi kép. Lên 3 mũi kép, xuống 3 mũi kép, lên 3 mũi kép, xuống 3 mũi kép. Đây. Các bạn nè, 3 mũi kép nè. Lên 3 mũi kép. Xuống 3 mũi kép. Lên 3 mũi. Xuống 3 mũi. Lên 3 mũi. Xuống 3 mũi. Rồi lên 3 mũi mấy bạn. Mấy bạn làm tương tự như vậy nha. Rồi bạn kéo qua. Kéo qua. Bên đây cũng vậy nè. Xuống 3. Lên 3. Xuống 3, lên 3. Xuống 3, lên. Rồi. Chúng ta được như thế này. Rồi mình sẽ hướng dẫn mấy bạn cách làm phần bông hoa. Lúc nãy là mình quên mấy kia mấy bạn cắt. Mấy bạn khoan cắt á, mình sẽ móc cái nhụy hoa màu trắng với bạn nè. Mà bây giờ mình lỡ cắt rồi thì bây giờ mình sẽ nối và mình làm nha. Mấy bạn sẽ móc cho mình 10 mũi đơn chung một chân luôn. Đâm kim. Kéo chỉ qua. Mấy cái phần len dư này thì mình cứ để mình móc chung luôn. Tí nữa mình sẽ móc cái phần hoa mấy bạn. Mình sẽ giấu nó đi. Lên một bính nè. Móc cho mình 10 mũi đơn trong đây nha. Phần len dư này mình có thể giấu đi luôn. 1 nè. 2. 3. 4. 5. Rồi, mấy bạn móc 5 mũi đơn mấy bạn nha, không phải là 10 nha, mình xin lỗi nha. 5 mũi đơn. Sau đó là móc cho mình một mũi trượt. Rồi, mình sẽ cắt bỏ phần dây len dư. Rồi, tiếp theo mình sẽ dùng màu hồng để mình làm bông hoa.
bạn sẽ nối cái màu hồng vào trong rồi. Rồi kéo qua, bắt đầu lên cho mình một bính nè, hai bính nè, rồi mấy bạn sẽ móc cho mình một mũi kép chung chân. Chân móc kế bên, móc cho mình một mũi kép. Rồi tiếp theo móc cho mình hai mũi đơn, xin lỗi các bạn, hai mũi bính. Rồi mấy bạn sẽ đâm kim vào chân móc vừa rồi, mấy bạn móc cho mình mũi chuột như vậy. Rồi tiếp theo lên cho mình hai mũi bính, một hai, móc vào chân móc vừa rồi luôn một mũi kép. Rồi móc vào chân móc kế bên một mũi kép nữa. Lúc này cái phần này mình sẽ giấu đi nha. Rồi tiếp theo móc cho mình hai mũi đơn và móc chuột ở chân móc vừa rồi, kéo lên. Tiếp theo móc cho mình tương tự nha, hai mũi bính và móc ở chân móc vừa rồi. Một mũi đơ, một mũi kép. Tiếp theo là một mũi kép chân tiếp theo. Cái phần len dư này á, bạn nào cắt đi cũng được nha. Mình đây thì mình kéo nó vào phía sau nè để mình giấu nó đi. Lên một hai, xuống chân vừa rồi móc một mũi chuột. Tại vì nó hơi dày mấy bạn, nó dày quá nó hơi khó móc. Kéo chuột qua, lên cho mình hai mũi bính, một hai. Tiếp theo cũng tương tự như vậy, chân móc vừa rồi một mũi kép nè, qua chân móc thứ hai kế bên móc một mũi kép nữa. Lên hai bính, xuống móc một mũi chuột. Rồi lên mình hai mũi bính, một hai, móc vào chân móc vừa rồi một kép. Hai mũi kép, lên hai bính nè và trượt. Rồi sau đó cắt chỉ trừ lại một đoạn để mấy bạn sẽ giấu len đi nha. Phần len dư phía sau này thì mọi người có thể cắt bỏ đi. Rồi mấy bạn sẽ làm tương tự như vậy ở cái phần dây thứ hai như vậy nha. Phần dây thứ hai thì mấy bạn cũng làm tương tự nè. Mình sẽ đâm kim nè. Cái nào mà nổi thì bạn sẽ làm nổi luôn nha. Cái nào chìm thì bạn sẽ làm chìm nha. Đó, cái phần nổi nha, chìm nè. Cứ làm theo cái đường mà nãy mình vừa làm mấy bạn. Theo cái đường này nè, có nghĩa là màu trắng, hai đường trắng, trắng hồng hồng luôn nha. Chứ mấy bạn đừng có làm xen kẽ. Thì làm kiểu này thì mới rút được. Rồi, đến đây thì mấy bạn sẽ làm tương tự nha. Cũng làm cái bông hoa giống như mình hướng dẫn lúc nãy á. Nè, mấy bạn coi nè. Làm xong mình sẽ kéo được nè. Đó, rồi thấy không? Rồi, mình đã hướng dẫn xong cái túi của bé thỏ.
Thì bây giờ mấy bạn thử giống mình nha. Mấy bạn thử kéo nha. Kéo nè. Mở nè. Để bạn làm đúng nha. Còn bạn mà kéo mà mấy bạn rút như thế này mà không được đó, thì mấy bạn bị kiệt chỉ hoặc bạn làm sai á. Rồi. Đây là thành phẩm mình và mọi người cùng làm. Nếu thấy hay thì mấy bạn đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Đã là động lực để mình có thể ra những sản phẩm tiếp theo để hướng dẫn gửi đến các bạn. Và cái phần chuông thông báo á, mấy bạn bấm vào tất cả nha. Để mình ra sản phẩm gì mà mới á, thì mấy bạn sẽ nhận hết thông báo luôn. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.